Này tiếp tục bẫy chim cô gáy đây. Lưới nước em đã xong xuôi rồi. Khi đã có kết quả em sẽ báo cho các bác sau nhé. Chim giả các bác ạ, còn chim giả đẹp luôn. To quá các bác ạ, con này con thứ 10 các bác nhé.
là con thứ 10. Đấy, toàn chim già thôi. Má đẹp luôn. Chó to nó toàn cả chó. Lưới này đánh lưới nỗ 9 phân rồi. Cảm gió kinh khủng khiếp. Hai con các bác nhá. Già nhanh quá, chưa kịp quay úp. Báo cáo với các bác nhá, hôm nay đây. Hôm nay em đây em làm toàn em già 11 em chim cụ gáy nhá. Toàn gia đình luôn. Đấy, các bác nhìn. 11 em. Còn ba em nữa nó đang trong kia nhưng mà thôi chờ đợi nó lâu lắm mãi không thấy mò ra. Đấy. Đây các bác nhìn thấy chưa? 11 em, toàn em già. Toàn chim già luôn nha các bác nhá. Đấy, toàn chim già luôn này. 11 em. Báo cáo các bác. Đây. Lưới của em đây.
Yeah. Quan nhìn thấy cây gì đấy, cây xoàn lý tưởng này ra cứ nhòm trên cây xoàn xuống đào xuống đây này nữa các em này. Đấy. Các bạn có nhìn thấy lưới của em không? Đấy, bộ lưới này là bộ lưới thường em vẫn đánh nhá. Dài 17 mét nhá. Cao 2,3 m. Đấy. Bây giờ con mồi vỉ lý tưởng của em này. Con này đánh sướng 57 phát nào được ăn ngay. Đấy, con mồi vỉ này. Lưới của em đây, các bạn có nhìn thấy không? Đây toàn là phủ trên coi gốc dạ luôn nhá các bác nhá. Đây em cho các bác xem nhá. Bác nhiều bác cứ bảo là tại sao lại lưới của anh dài thế đấy nhá. Em đo cho các bác này từ chân này để điểm đây nhá. À, em đo này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, nhá, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 bước của em phải 2 bước chân dài này. Đấy. Kia, từ đây, đây đầu lưới này này. Đến đầu lưới kia. Thấy chưa? Thấy nhá. 20 bước dài của em đấy. Hết bước luôn đấy. 17. Đấy. Đây. Anh đâm tơi tả luôn các bạn. Không biết nó nằm ở trong kia kìa. Chim nó toàn rụng ở trong kia nhưng mà nó không ra. Nó còn tầm khoảng 3 con nữa. Nó thôi. Cũng phải để vốn để nó còn sinh sản nhé các bạn. Các bạn thấy hay thì hãy đăng ký kênh ủng hộ kênh cho em nhé. Em cũng chào toàn thể các bác và hẹn các bác video tiếp theo. Báo cáo các bác nhé. Đây hàng đây này. Đây là hàng này. Đấy. Đấy, sản phẩm hôm nay là của bác, các bạn là con chục con gáy toàn gáy già phóng to cho các bạn nhé để sát gần nó dãy kính. Đấy, các bạn